Là main rapper của aespa, Giselle không chỉ gây ấn tượng tới khán giả bởi các phân đoạn rap cuốn hút của mình, mà cô còn chiếm trọn con tim người hâm mộ bởi giọng hát quyến rũ đặc biệt. Không chỉ vậy, vì là thành viên lớn thứ hai trong nhóm, cô nàng còn sở hữu một tính cách khá điềm đạm và luôn biết quan tâm, chăm sóc những người chị em của mình. Cùng NHT K-pop điểm dưới đây những lần Giselle thể hiện sự ngọt ngào của mình nha. 1. Đỡ nên nên suýt ngã. Tại buổi concert gần đây của nhóm, khi các cô gái đang trình diễn ca khúc Pasty, Ninh Ninh đã vô tình gặp một sự cố bất ngờ. Đó là khi cô kết thúc phần hát của mình và định bước lên bục, thì sân khấu đã vô tình được nâng lên và khiến em Út đã suýt chút nữa té ngã. Giselle đã nhanh chóng đỡ lấy Út cưng của nhóm. Khi cả hai tiếp tục màn biểu diễn, cô nàng còn không quên ôm lấy eo Ninh Ninh như một cách quan tâm và trấn an em mình. Màn rapper của chúng ta thật tinh tế phải không nào? 2. Quan tâm tới Ninh Ninh ở sân bay. Trong chuyến bay trở về từ Mỹ, khi từ sân bay bước ra xe, Giselle có lẽ đã nhận thấy Ninh Ninh có vẻ mệt mỏi từ trước. Vậy nên cô nàng đã đặc biệt quan tâm tới em Út nhiều hơn. Dù bận nhận thư và quà từ fan, nhưng có thể thấy nữ idol vẫn quay lại và đưa tay về phía người em của mình trước, kéo cô nàng đi lên rồi mới nhận quà. Vì sân bay rất đông, nữ idol luôn cố gắng đẩy Ninh Ninh tiến về phía trước và bản thân đi phía sau, bảo vệ cho Út cưng của nhóm. Giselle thật ra dáng một người chị lớn đáng dựa dẫm. 3. Luôn an ủi vỗ về các thành viên. Rất nhiều lần Giselle luôn là bờ vai vững chắc cho ba cô gái còn lại của aespa, dựa dẫm vào mỗi khi yếu đuối. Dù là người bạn cùng tuổi Caprina hay hai người em nhỏ là Winter và Ninin, nữ idol luôn an ủi các thành viên khi họ xúc động. Cô nàng luôn ôm lấy và vỗ về họ một cách nhẹ nhàng và ấm áp dù cho bản thân cũng đang rơm rớm nước mắt. Chẳng hạn như lần Winter xúc động bởi các mic trong concert, cô nàng lập tức ôm lấy vai của em mình và xoa vỗ về. 4. Chu đáo mượn quạt cho các thành viên. Cũng trong buổi showcase sing ở LA, Giselle được các fan dành lời khen ngợi bởi sự tinh tế và hiểu chuyện của mình. Nhận ra các thành viên đang nóng sau khi biểu diễn xong, cô lập tức ra hiệu cho staff lấy quạt cho cả nhóm. Sau đó khi thấy quạt của Caprina bị hỏng, nữ idol không ngần ngại nhường quạt của mình cho bạn. Hành động dễ thương trên đã khiến cho người hâm mộ càng thêm cảm mến cô nàng. Tình yêu thương mà Giselle dành cho aespa đã được thấy rất rõ chỉ qua vài khoảnh khắc ngọt ngào bên trên. Ta thấy được nữ idol luôn đặt các thành viên là mối quan tâm hàng đầu của mình. Bên cạnh tài năng, những hành động tinh tế và tốt bụng này cũng chính là sức hút của cô nàng main rapper. Thế còn bạn, bạn ấn tượng với khoảnh khắc nào của Giselle nhất? Hãy bình luận phía dưới cho chúng mình được biết với nhà. Còn bây giờ nhớ đăng ký và bật thông báo kênh để đón chờ video của thành viên tiếp theo từ NHT K-pop nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào lần sau. Bye bye!